Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nghiêm trọng nhất tại hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với chiều dài hơn 3 km. Tại khu vực này, đến nay đã có gần 220 hectare đất sản xuất, đất rừng phi lao phòng hộ bị nước biển xâm thực, ảnh hưởng trực tiếp đến 166 hộ dân. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, ngành chức năng đã cho cắm các biển báo tại khu vực nguy hiểm, tiến hành rà soát lại toàn bộ nhà cửa, công trình hiện hữu và sẵn sàng tháo dỡ, di dời khi thấy cần thiết. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư tại ấp Hồ Thùng và dự án xây dựng tuyến đê bao ngăn triều cường tại khu vực Cồn Nhàn thuộc hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hãn cho biết, trước mắt tỉnh cho thi công tuyến bờ bao và gấp rút xây dựng khu tái định cư để đưa 56 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nghiêm trọng càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang lập một cái dự án để di dân khẩn cấp đối với những hộ ở sát bờ biển mà có nguy cơ sạt lở. Chúng tôi đi di dân khẩn cấp.